Sáng nay ngày 21 tháng 4, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy phường Hòa Minh của Liên Chiểu về tình hình công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua cũng như phương hướng nhiệm vụ thời gian đến. Hiện nay Đảng ủy phường Hòa Minh có 46 chi bộ trực thuộc với 1147 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy phường đã triển khai thực hiện nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ với tinh thần chủ động, quyết liệt, tăng cường công tác kiểm tra và sâu sát cơ sở công tác xây dựng đảng có chuyển biến rõ rệt nhiều cấp ủy chi bộ đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên các biện pháp phòng chống covid 19 thời gian qua được triển khai kịp thời công tác quản lý trật tự đô thị môi trường được chỉ đạo quyết liệt các chính sách an sinh xã hội được thực hiện chú đáo lĩnh vực văn hóa y tế giáo dục tiếp tục được quan tâm quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định tuy nhiên do tình hình covid-19 thời gian qua, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn phường cơ bản chưa đạt tiến độ. Công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ khu dân cư trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn.